Đủ rồi thì bên kia tiến trang. Tiến trang từ. Trao cái này mấy cái gì nữa? Anh ơi, hai người mình trao cái quà đầu tiên nha. Đây, của anh cứu của mình. Rồi. 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 Rồi qua bên này. Đây. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Rồi, rồi. Thì Vương vô phát quà. Dạ, mấy cô phát rồi, mình nếu mà người lớn tuổi á, mình giúp giúp cái người lớn tuổi qua bên này. Đang ở trong bàn tây ninh qua chỗ chị nè, đó qua chỗ chị phối hợp cùng với trung tâm cứu thương ở đây, hội bác gái của Saron cùng với nha khoa. Anh chị Dung ơi, dạ thầy, mình lại đồng hành với nhau trên cái sứ mệnh mang tình thương xuống gửi cho đồng bào của mình. Dạ. Lần đầu tiên thầy được làm việc chung với chị trên cái sứ mệnh này, trong lòng cảm thấy rất là hồi hộp. Hồi hộp vì sao biết không? Dạ không thầy, con thấy hôm nay thấy hạnh phúc và rất là hạnh phúc hả? Dạ. Hồi hộp là không biết nhịp cầu tình thương này giữa nhóm của mình và nhóm của chị Dung cùng các master có còn nối tiếp mãi mãi hay không. Nhưng dạ, mà mình tin rằng khi gặp chị Dung lần đầu thì không bao giờ có lần cuối để mình rời xa nhau, phải không? Dạ. Cảm giác của chị Dung như thế nào trong ngày nay? Con thấy thì khi mà đến những nơi mà trao được những cái phần quà gọi như là con tạm gọi là của ít lòng nhiều đi, và mình giúp được những cái gì thì mình đều giúp, cũng như là làm sao cho quý bà con cô bác có những thêm một cái gì đó. Và con nghĩ rằng nếu như mà những cái buổi mà thiện nguyện như vậy á, thầy có thể chia sẻ thêm pháp, hoặc là thầy có thể hay các sơ gì đó có thể nói thêm pháp gì nữa, con nghĩ là vừa có vật chất mà lại vừa có bố thí pháp nữa, thì con nghĩ rằng nó sẽ rất là tuyệt vời đó thầy. Dạ, cảm ơn chị Dung. Trước nhất là mình đã tặng cho đồng bào ở đây kem đánh răng, một loại sản phẩm mới nổi tiếng mà thầy đã sử dụng rồi, thấy rất là êm, thấy sạch sẽ cái miệng của mình. Dạ. Mà chị Dung ơi, chẳng cần phải nói pháp gì đâu, hành động của mình là một bài pháp. Dạ, bởi vì người ta nói là ở đâu có tình yêu thương thì ở đó có tất cả các đấng thần linh ngự ở đó để mang sự bác ái yêu thương lan tỏa hơn. Đây chính là thân pháp đây. Cái hành động của mình là một bài pháp sống động bởi là tình thương. Giống như là ý thầy đang nói theo con hiểu là giống như là sống như một tấm gương, phải không thầy? Đúng rồi, hãy sống gương mẫu với những điều gì mình tin và mình học hỏi. Và thầy và chị Dung đang làm cái điều mình tin và mình thực hành. Cho nên đây là một bài pháp. Tất cả những người và bà con mình nhìn thấy cũng hiểu được hành động của chúng ta. Còn những cái bài pháp mà cần phải diễn thuyết nó không cần nhất thiết ở đây. Ví dụ sự hiện diện của chị Dung là một điều cao quý rồi. Sự hiện diện của phái đoàn mình. Mình đây mình kết hợp ba nhóm phải không? Các master dòng nữ tu Đa Minh ở Tam Hiệp. Rồi nhóm sáu nữ charity, nhóm nha khoa anh và cộng đồng của mình. Đặc biệt với ban tổ chức tại Tây Ninh Trấn Bàn này, phối hợp đến 4-5 nhóm. Mà mình không có một cái gì gọi là hết bằng phẳng à, đúng không? Không thầy, con thấy nó cũng lạ lắm thầy. Tại vì là con thấy vừa cái nhóm thiện nguyện vừa có master, vừa có cha, vừa có sư thầy, thì con thấy là rất là lạ. Và cái lúc đầu mà khi mà con nghĩ con tham gia, con thấy là ủa sao lạ với ta, nhưng mà tự nhiên hấp dẫn, con cảm thấy rất là hấp dẫn. Và con cảm thấy rằng cái chương trình như vậy thì giống như con được thầy chia sẻ đó, là cứ nơi nào mà có người đau khổ, có người khốn cùng thì mình cứ đến thôi, chứ không có cần phân biệt tôn giáo hay là không có chấp vào bất kỳ một cái tôn giáo nào. Con nghĩ nó là một cái điều gì đó rất là tuyệt vời ạ. Khi mình mang cái sứ mệnh tình thương để lan tỏa, mọi sự chướng ngại khác biệt về tôn giáo, dân tộc, phong tục, tập quán nó không có là cái gì hết. Bởi ở giữa những sự khác biệt đó chỉ có hai chữ tình yêu. Phải không? Tình yêu là nhịp cầu cao nhất, lớn nhất, vượt qua những cái sóng gió của cuộc đời, sự khác biệt của con người. Và chị đã đi trên chiếc cầu đó cùng với thầy, cùng với master, cùng với cộng đồng ở đây. Nhất định mọi sóng gió của cuộc đời của chính mình sẽ êm đi, và sóng gió cuộc đời của những con người ở đây cũng được dịu đi một phần. Con nghe thì
con rất là vui và thực sự hôm nay là con có đem theo mấy bạn nhỏ nhà con đó, ba bạn nhỏ là các con đó là cảm thấy rất là hứng khởi và cảm thấy hạnh phúc ấy, giống như là cả đêm thao thức không ngủ để mong sáng ra để được đi sớm để đi thiện nguyện, các bạn rất là vui như vậy là suốt đêm không ngủ bởi vì một ngày từ thiện sắp tới của ngày mai cho nên cháu không ngủ. Cũng có ngủ nhưng mà cứ thao thức có thầy xong rồi mấy bạn còn 3 giờ dịch mình dạy hỏi coi là mẹ ơi tới giờ đi chưa. Tí nữa thầy sẽ có dịp hân hạnh gặp các cháu. Cảm ơn chị Dung thật là nhiều. Không, con nghĩ là các bé cũng rất là mong gặp thầy. Thầy có rất nhiều điều mà nãy giờ các bé nó thắc mắc mà con trả lời không được. Rồi, để thầy đi vòng vòng để thăm bà con một chút xíu. Dạ, bà con tạm gia đình mình không nói chuyện được với bà con. Dạ, 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 dạ. Thầy đi nói chuyện với bà con đi ạ. Dạ. Dạ, cháy vậy đó, nắng vậy. Thầy cảm ơn con. Nghe nè. Hello. Có gạo chưa? Có ai khăn gạo chưa? Có người khăn gạo rồi phải không? Con khăn chưa ai? Dạ. Nhà mình có ai tới dinh đồ về cho mình không? Cô ơi, cô ở đây lâu chưa? Dạ, ở đây ba mấy năm rồi. 30 mấy năm, hồi xưa cô ở đâu? Ở thị xã Tây Ninh đó. Thị xã Tây Ninh, dạ. Cái này nặng lắm mà không có ai khinh về là không có được. Dạ. Dạ, có xe tới chở hả? Có nhà... hôm nay... Lấy hôm nay cảm giác của cô như thế nào lần đầu khi mà chúng ta gặp nhau? Dạ, cũng vui vẻ. Vui vẻ hả? À, cũng nhờ Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho cũng giúp đỡ cho những người nghèo. Dạ. Cảm ơn cô nhiều, chúc cô sức khỏe, gia đình vui vẻ và đây chỉ là một chút tịnh tài thôi, một chút xíu vật chất thôi nhưng mà thể hiện cái sự quan tâm đối với đúng nhau rồi. Trong cộng đồng của mình. Dạ, cũng mừng. Dạ. Chút nữa có người nhà chở đi à hả? Có đi về nhà lấy xe. Nhà lấy xe hả? Dạ. Hỗ trợ giùm cho người ta. Hy vọng bà con ở đây lúc nào cũng vui và tạo nhịp cầu cho nên sau Mạnh Thường Quân lại tới với bà con nữa ha. Dạ. Dạ. Cũng chúc phúc cho Mạnh Thường Quân vẫn bằng được những là vui vẻ. Dạ rồi, chúc cảm ơn cô. Rồi, khi nào mà bà con của nhà mình tới nói cho thầy biết thầy dinh đồ lên xe cho nha. Dạ. Rồi rồi. Dạ. Nó rẻ mà nó dinh được thầy ơi. Dạ. Xe để đâu? Để ở chỗ này hả? Để đâu cô? Đây ba ba. Để bên này luôn, rồi. Đủ chưa? Đủ chưa? Đừng lấy thiếu đồ nha. Bảo Thành xin tri ân công đức của dòng nữ tu Đa Minh Tam Hiệp, hội bác ái của dòng nữ tu Đa Minh Tam Hiệp Sài Gòn và đặc biệt tri ân công đức của nhóm tình thương nha khoa Anna ở Sài Gòn cùng với Xá Lợi Charity đã dấn thân trên sứ mệnh đi từ Sài Gòn đến Tây Ninh đây, xã Tân Châu để phá một chút tịnh tài cho bà con như một cái gói tình thương trao cho nhau. Các bạn ơi, nếu chúng ta mỗi người đều
nối nhịp tình thương như vậy thì nhất định biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, những con người đang thiếu thốn sẽ nhận được tình thương để mà đứng vững trên những sự đổ nát của cuộc đời họ. Một lần nữa xin tri ân rất là nhiều và hy vọng Bảo Thành được nắm sao tay đây, quý vị đi sao tiếp đây, trên con đường mà quý vị thấy ông Sharon đây là đại diện cho dòng nữ tu Đăng Minh, còn cô Dung đây là đại diện cho nha khoa Anna ở Sài Gòn. Quý vị nếu cần một cái điều gì đó để người ta gọi là điều chỉnh tâm linh thì tới với Master, còn điều chỉnh cái dáng cho đẹp hơn thì tới nụ cười, còn mà muốn có sức mạnh hơn để có thể từng bước chân in dấu tình thương thì hãy liên kết với Bảo Thành. Một lần nữa nhịp cầu chúng ta đã tới đây rồi, xin tri ân Master hội bác ái ở Sài Gòn, dòng nữ tu Đăng Minh mẹ bề trên đã cho phép Master đồng hành với thầy trên cái chuyến đi này. Cảm ơn tất cả gia đình của chị Dung, nha khoa Anna, và cảm ơn tất cả các bạn đồng tu trong xóm nợ Charity. Đặc biệt hôm nay là cái chuyến tình thương mà mình tri ân để hồi hướng cầu nguyện cho tất cả những ai đã đóng góp trên cái chuyến tình thương này, xin được cảm ơn rất là nhiều. Dạ.